với các địa điểm tự hiện đại. Đấy. Thì người ta mới bắt đầu hiểu rõ hơn, từ đó áp dụng những cái này vào trong y sinh học. Còn hôm nay chúng ta sẽ cụ thể à truyền thông đó đầu tiên hiểu về trang cấp tài năng rồi những mục tiêu thời gian chúng tôi tăng dụng luôn tác nhân vật lý để điều trị, giải thích được các ứng dụng của điện sinh học và áp dụng phương trình Goldman để xác định trị của điện thể tĩnh ở tế bào. Thì dựa vào nguyên nhân xuất hiện, phương pháp đo đạc, điều kiện thí nghiệm trong cơ thể động vật tế bào và mô sống, người ta chia làm ba loại. Đó là điện thể tĩnh. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về điện thể tĩnh. Vậy điện thể tĩnh là gì? Hay là điện thể nghỉ là gì? Thì các bạn tự nhớ để những tên gọi của nó. Nghỉ ở đây là gì? Là nghỉ ngơi, đúng chưa? Như vậy điện thể tĩnh là điện thể mà đặc trưng cho trạng thái nghỉ ngơi của tế bào, hay là nói cách khác nó đặc trưng cho trạng thái sinh lý bình thường của đối tượng sinh vật đó. Thì lúc này giá trị của điện thể nghỉ được đo bằng cách là đo sự chênh lệch chiều điện thể giữa bên trong và bên ngoài màng, và cái phương pháp mà ghi đo là người ta gọi là phương pháp ghi đo vi điện cực ngoài màng. Thì ở đây có cái sơ đồ minh họa, đây là một cái dây thần kinh ha, người ta phóng to một đoạn này ra như thế này. Thì bây giờ người ta sẽ dùng hai cái điện cực để tiến hành ghi đo trên cái sợi thần kinh này. Thì cụ thể là như thế nào? Người ta tiến hành theo sơ đồ ABC. Sơ đồ A thứ nhất là các bạn thấy rằng ở đây chúng ta sẽ dùng hai điện cực đặt ở bên ngoài trên bề mặt sợi thần kinh này. Thì sơ đồ B là chúng ta dùng một điện cực đặt ở trên bề mặt sợi thần kinh này và một ví điện cực cắm xuyên vào màng tế bào. Và sơ đồ C chúng ta dùng cả hai ví điện cực cắm xuyên vào màng tế bào. Thì bạn nào có thể mô tả cho cô kết quả của nó như thế nào theo sơ đồ thí nghiệm? Chúng ta dùng mic trả lời cho nhanh hơn. Rồi, bạn nào trả lời cho cô kết quả thí nghiệm? Rồi, Phạm Thị Lê. Trả lời cho cả lớp nhé. Em thật cô đó. Kết quả thí nghiệm là mặt ngoài tế bào không bị tổn thương, môi trường bên ngoài không có sự chênh lệch Có điện gì thể. nữa, đó là A đúng không? Giữa hai cái điểm ở bên ngoài tế bào thì không có sự chênh lệch điện thể. Còn sơ đồ B, Vâng. Bên trong tế bào và môi trường bên ngoài luôn tồn tại một kiểu điện thể nào đó. đúng rồi, giữa giữa bên trong và bên ngoài ha. Rồi con C. Con sẽ là Anh C cho thấy cái gì em? Giữa giữa hai điện cực là không có sự chênh lệch nào cả. Giữa hai điện cực đặt ở đâu? Giữa giữa hai điện cực đặt
xuyên qua mang thì không có sự chênh lệch nào. Giữa hai điện cực đặt ở bên trong màng ha. Các bạn lưu ý chúng ta dùng từ cho đúng nhé. Hình A này là chúng ta thấy giữa hai điện cực đặt ở phía bên ngoài màng tế bào thì không có sự chênh lệch điện thế. Nhưng mà giữa một điểm ở bên trong và một điểm ở bên ngoài màng tế bào thì có sự chênh lệch điện thế, đúng chưa? Giữa hai điểm cùng nằm ở bên trong tế bào thì không có sự chênh lệch điện thế. Như vậy kết quả là gì? Kết quả cho nó thấy rằng sự tồn tại điện thế chỉ xảy ra khi đối với giữa một điểm ở bên trong và một điểm ở bên ngoài màng tế bào, và giá trị chênh lệch điện thế đó người ta gọi là điện thế nghịch của màng tế bào, được chưa? Đặc điểm của điện thế nghịch là gì? Thì như chúng ta vừa làm thí nghiệm đó thì chúng ta thấy rằng là ở mặt trong của màng tế bào luôn có giá trị ấm hơn so với mặt bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy là ở bên trong màng tế bào này sẽ có máng điện tích ấm hơn so với mặt bên ngoài màng tế bào, hay chúng ta nói là ở bên trong ngoài điện thế sẽ ấm hơn so với giá trị ở bên ngoài màng tế bào. Cái này các bạn phải nhớ hơn. Thứ hai là bình thường điện thế nghịch này có giá trị biến đổi rất chậm theo thời gian, có nghĩa là đa số nó sẽ là ổn định theo thời gian, nó rất ít biến đổi và nó sẽ đặc trưng cho mỗi loài tế bào sống. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị của điện thế nghịch? Thì như lúc này chúng ta định nghĩa điện thế nghịch đó là điện thế mà đặc trưng cho trạng thái sinh lý bình thường của đối tượng sinh vật. Chính vì vậy những cái yếu tố nào mà ảnh hưởng đến cái trạng thái sinh lý bình thường này thì nó sẽ làm thay đổi giá trị của điện thế nghịch. Và những yếu tố nào làm ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý bình thường, đó là những yếu tố mà làm thay đổi đến quá trình trao đổi chất bình thường, đúng chưa? Những cái tế bào đang bình thường như thế này, nhưng mà bất kỳ cái yếu tố nào tác động vào mà làm cho nó không còn như lúc này nữa thì đều ảnh hưởng đến giá trị của điện thế nghịch. Chúng ta lấy ví dụ như đó là sự thay đổi thành phần oxy, đúng không? Hay là sự có mặt của các điện bên, các trường điện bên ngoài, ví dụ điện trường hay là từ trường, thì cũng làm thay đổi đến quá trình trao đổi chất của đối tượng sinh vật đó, hay là sự có mặt của nhiệt vân vân đó, thì tất cả là đều ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý bình thường của đối tượng sinh vật đó. Và nếu như nó ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý bình thường của đối tượng sinh vật đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị của điện thế nghịch. Đó là các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của điện thế nghịch. Như vậy các bạn chỉ cần nhớ những cái yếu tố nào mà làm ảnh hưởng đến trạng thái sinh lý bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì sẽ làm ảnh hưởng, như vậy thì nó sẽ làm thay đổi giá trị của điện thế nghịch ha. Cái điện thế thứ hai là điện thế tổn thương, thì cũng rất là dễ nhớ như tên gọi của nó. Điện thế tổn thương là gì? Đó là điện thế nó tồn tại giữa vùng bị tổn thương và vùng không bị tổn thương. Có nghĩa là gì? Giữa vùng bị tổn thương và vùng không bị tổn thương sẽ có sự chênh lệch điện thế ha. Và cái sự chênh lệch điện thế này, cái giá trị này chúng ta gọi là giá trị điện thế tổn thương. Và tế bào có thể bị tổn thương theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như là nhiệt, chúng ta dưới tác động cơ học chúng ta có thể là cắt ép tế bào vân vân đó, thì những cái tác động đó nó sẽ gây lên sự tổn thương ở trong tế bào đó, và dẫn đến sẽ có sự chênh lệch điện thế giữa vùng bị tổn thương và vùng vùng không bị tổn thương, đó là điện thế tổn thương. Vậy điện thế tổn thương có những đặc điểm nào? Thì chúng ta phải nhớ là ở vùng bị tổn thương thì điện thế sẽ ấm hơn so với vùng không bị tổn thương. Ở bên điện thế nghịch á thì ở trong tế bào ha, điện thế sẽ ấm hơn so với ở bên ngoài tế bào, còn ở đây là ở vùng bị tổn thương sẽ ấm hơn so với vùng không bị tổn thương. Giá trị của hiệu điện thế tổn thương sẽ giảm dần và biến đổi chậm theo thời gian. Ngoài ra điện thế tổn thương này còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện khảo sát và phương pháp ghi đo. Vì sao nó phụ thuộc vào điều kiện khảo sát và phương pháp ghi đo? Vì chúng ta nhớ đến rằng khi mà chúng ta đo điện thế trong tế bào thì chúng ta phải dùng hai điện cực, đúng không?
để cắm vào tế bào. Mặc dù hai cái điện cực này có thể là rất nhỏ, nhỏ đến mức nào thì khi chúng ta cắm vào tế bào thì vô tình nó cũng làm cho tế bào đó bị tổn thương ít hay nhiều, đúng không? Nó bằng bình thường như vậy mà chúng ta cắm xuyên từ vi điện cực vào đó, thế như vậy là nó sẽ gây ra thì ảnh hưởng lên cái điện thể tổn thương này, đúng chưa? Loại điện thể thứ ba họ tên gọi là điện thể hoạt động. Thì điện thể hoạt động là gì, xuất hiện lúc nào? Thì điện thể hoạt động bình thường là khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi, đúng không? Ở trạng thái sinh lý chức năng bình thường thì chúng ta có giá trị của điện thể gì? Khi tế bào ở trạng thái bình thường, đúng không? Thì chúng ta sẽ có điện thể nghỉ, tức là sự chênh lệch giữa mặt trong và mặt bên ngoài của mang tế bào. Nhưng mà bây giờ nếu như mang tế bào bị kích thích bởi một tác nhân nào đó thì tế bào không thể ở trạng thái sinh lý bình thường được nữa, mà tế bào phải chuyển qua trạng thái hoạt hóa. Như vậy dưới tác dụng của một tác nhân kích thích nào đó thì tế bào sẽ chuyển sang trạng thái kích thích, hay người ta gọi là trạng thái hoạt hóa, hay người ta gọi là trạng thái làm việc. Thì lúc này trong tế bào đã xuất hiện một cái điện thể có tên gọi là điện thể hoạt động. Và lúc này điện thể hoạt động này sẽ có đặc điểm, đó là giá trị của điện thể sẽ bị đảo ngược hẳn lại so với giá trị của điện thể nghỉ lúc ban đầu. Như vậy chúng ta nhớ lúc ban đầu là gì? Lúc mà tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi thì ở mặt trong tế bào sẽ tích điện âm và ở mặt bên ngoài sẽ tích điện dương. Nhưng bây giờ khi xuất hiện điện thể hoạt động thì chúng ta sẽ thấy là nó bị đảo ngược hẳn lại, ở trong bây giờ sẽ tích điện dương và ở bên ngoài sẽ tích điện âm. Đó, như vậy chúng ta thấy là cái đặc điểm nó là khác biệt như vậy thôi. Hay nói một cách khác, điện thể hoạt động chính là sự biến đổi nhanh chóng của điện thể nghỉ dưới tác dụng của một tác nhân kích thích nào đó. Và để ghi đo điện thể hoạt động thì người ta dùng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất có tên gọi là phương pháp hai pha. Phương pháp hai pha được tiến hành bởi sơ đồ thí nghiệm sau. Các bạn nhìn vào đây. Chúng ta thấy ở cái phương pháp hai pha này thì chúng ta sẽ dùng hai điện cực này đặt ở bên ngoài trên bề mặt sợi thần kinh này, và sau đó chúng ta sẽ kích thích tại vị trí một nha. Lúc đầu các bạn thấy này, ở giữa điểm 2 và 3 thì chúng ta thấy hiệu điện thể bằng không. Vì sao là như vậy? Thì vì khi này chúng ta thấy ở bên điện thể tĩnh, đúng không, giữa hai điểm ở bên ngoài mang tế bào không có sự chênh lệch điện thể, chính vì vậy điện thể lúc này sẽ bằng không. Và sau đó chúng ta kích thích vào vị trí một thì sẽ xuất hiện sóng hưng phấn lan truyền từ vị trí một đến vị trí hai và đến vị trí ba, nó sẽ lan truyền dọc theo sợi thần kinh như thế này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét, nếu nó lan truyền từ một đến hai, đúng chưa? Như vậy nó sẽ lan theo từ 1 đến 2 đây. Thì chúng ta thấy kim điện thể sẽ lập về giá trị dương khoảng là dương 60 mV, đúng chưa? Sau đó thì sóng hưng phấn này sẽ lan truyền đến vị trí 3, và khi nó đi qua vị trí giữa 2 và 3 thì điện kể lại quay trở về chỉ số 0. Sau đó sóng hưng phấn lan truyền đến vị trí 3, thì chúng ta thấy vị trí 3 là ở đây. Thì bây giờ chúng ta thấy kim điện kể lại lịch về phía âm và khoảng âm 60 mV. Và sau đó nếu như mà sóng hưng phấn này chạy ra xa 3 thì kim điện kể này sẽ quay lại về không, và từ đó chúng ta vẽ được cái đồ thì biểu diễn sự phụ thuộc của điện thể hoạt động theo thời gian, chúng ta gọi là đặc điểm biến đổi của điện thể hoạt động hai pha theo thời gian. Thì như vậy đây,
Thì các bạn thấy này, bây giờ chúng ta nhìn vào đồ thì chúng ta sẽ nói lại kết quả thí nghiệm lúc đầu là điện thể bằng không, đúng chưa? Tương ứng với sơ đồ A. Và sau đó sóng hướng phần lan truyền dần đến vị trí 2 thì chúng ta thấy là cộng 60 mV ở đây. Sau đó sóng hướng phần lan truyền đến giữa 2 và 3 thì chúng ta nhận được giá trị 0. Sau đó sóng hướng phần truyền tới vị trí 3 thì chúng ta thấy là âm 60 mV. Và sau đó sóng hướng phần rời khỏi vị trí 3 thì điện thể lại quay trở về 0. Như vậy nhìn vào cái đồ thị này thì chúng ta có thể nói lại được kết quả của thí nghiệm. Như vậy có hai cách học, các bạn có thể học cách theo cách xuôi hoặc có thể học theo cách ngược, có thể học thuộc cái đồ thị này trước rồi từ đó chúng ta sẽ suy ngược ra cái sơ đồ và kết quả thí nghiệm mà chúng ta làm khi này, hoặc là chúng ta học cái thí nghiệm lúc ban nãy và chúng ta vẽ được cái sơ đồ này ha. Hai cách, hãy cách nào dễ hơn thì chúng ta học theo cách đó. Bây giờ phương pháp một pha cũng dùng để ghi đo điện thể hoạt động. Phương pháp một pha thì người ta tiến hành như sau. Chúng ta sẽ dùng một điện cực đặt ở bên ngoài rồi thần kinh này và một vi điện cực cắm xuyên vào trong mạch. Thì như lúc này chúng ta nói à, đây chính là sự chính lịch điện thể giữa bên trong và bên ngoài mạch, chính là giá trị của điện thể tĩnh. Vì vậy lúc này chúng ta thấy là âm 80 mV. Các bạn lưu ý cái số 80 mV hay là 60 mV này nó cố định đối với loại tế bào thần kinh nào đó nhé. Ví dụ chúng ta xét loại khác thì nó sẽ là 80 mV. Rồi thì như vậy là lúc đầu đây giá trị của nó là điện thể nghỉ. Và bây giờ nếu như chúng ta kích thích tại vị trí 1 này thì sóng hướng phần lại lan truyền từ 1 sang 2 sang 3, đúng chưa? Bây giờ chúng ta xét nếu như sóng hướng phần lan truyền từ 1 đến 2 thì chúng ta thấy à, kim điện kế trở về 0. Bây giờ sóng hướng phần lan truyền truyền tiếp từ 2 sang 3. Thế như vậy chúng ta thấy khi mà nó lan truyền từ 2 sang 3 thì kim điện kế bắt đầu ấm ấm dần, và khi mà sóng hướng phần ở vị trí 3 thì nó sẽ đạt ấm cực đại. Và khi sóng hướng phần rơi khỏi vị trí 3 thì theo các bạn là giá trị của điện kế lúc này chỉ là bao nhiêu? Chị nghĩ kỹ nha, khi mà sóng hướng phần này rơi khỏi 3 thì kim điện kế lúc này chỉ mấy? Thì chúng ta thấy à, lúc này nó không bị ảnh hưởng gì hết, có nghĩa là nó đang đo giữa điện cực giữa vị trí 3 và vị trí 2 này, tức là giữa mặt trong và mặt bên ngoài mang tế bào, thì nó vẫn là giá trị của điện thể nghỉ, đúng chưa? Từ đó chúng ta vẽ được đặc điểm biến đổi của điện thể hoạt động một pha theo thời gian như thế này. Bây giờ các bạn lưu ý chúng ta lấy trục thời gian không phải là ở mức không nữa mà chúng ta lấy ở âm 80 mV, được chưa? Và chúng ta vẽ được cái đặc điểm như thế này. Thì đây lúc đầu là giá trị của điện thể nghỉ là âm 80 mV, sau đó sóng hướng phần lan truyền đến vị trí 2 thì kim điện kế bắt đầu tiến đến không, đúng chưa? Và sau khi sóng hướng phần lan truyền từ 2 đến 3 thì điện thể lại bắt đầu ấm ấm dần và nó sẽ đạt cực đại là ấm 80 mV khi mà nó ở vị trí 3. Và bây giờ sóng hướng phần có rời đi xa khỏi 3 thì nó vẫn là giá trị điện thể nghỉ như thế này. Thì như vậy chúng ta thấy à, và qua hai phương pháp thì chúng ta thu được hai cái đặc điểm ha, đặc điểm hai pha và đặc điểm một pha. Thì bây giờ chúng ta đi đưa ra nhận xét
Và theo các bạn thì bằng cách nào mà chúng ta có thể nhớ được đặc tuyển phương pháp hai pha và phương pháp một pha? Ý cô là ví dụ như khi mà đi kiểm tra hoặc là khi chẳng hạn, thì nếu như cô hỏi về hai pha, phương pháp hai pha hoặc phương pháp một pha thì làm cách nào để các bạn dễ nhớ và không bị nhầm lẫn, đúng không? Ví dụ cô hỏi hai pha thì các bạn là nhầm qua một pha, và cô hỏi một pha thì các bạn là nhầm qua hai pha. Vậy theo các bạn có cách nào để chúng ta có thể dễ nhớ cái này không, để khỏi nhầm lẫn? Bạn nào biển? Rồi, bạn trả lời đi. Bạn nào biết thì bật mic nhắc trả lời. Em thưa cô là hai pha thì là đồ thị sẽ là ở hai phía trục hoành và hai điện cực đặt ngoài tế bào, còn ở một pha thì ở đồ thị sẽ là ở một phía của trục hoành và một điện cực đặt trong và một điện cực đặt ngoài. Đúng rồi, bạn phát hiện rất là chính xác, đúng chưa? Chúng ta quay lại phương pháp đo ha. Đây, chúng ta quay lại phương pháp đo này. Phương pháp hai pha, như vậy các bạn nhìn vào cách đo phương pháp hai pha là chúng ta sẽ dùng hai điện cực đặt ở bên ngoài tế bào. Yeah. Như vậy là hai pha tương ứng với cả hai điện cực đặt ở bên ngoài màng tế bào. Đến đồ thị hai pha thì các bạn thấy là nó ở hai phía đối với trục hoành ở đây thì đồ thị nó ở hai phía, phía này và phía bên này đối với trục hoành, đúng chưa? Đến một pha thì một pha, một cái trong một cái ngoài đó, như vậy là tương ứng với một một, đúng chưa? Một trong một ngoài là tương ứng với một pha. Và đồ thị của nó các bạn thấy đây, đây là trục hoành thì nó chỉ nằm ở một phía đối với trục hoành. Thì như vậy đây là cái cách mà dễ nhớ nhất thôi, tương ứng là 2 2 1 1, chứ không có sự đảo ngược hay là gì hết để chúng ta khỏi bị nhầm lẫn. Như vậy là cả lớp đã dễ nhớ chứ? Rồi như vậy là học thì chúng ta biết cách học thì chúng ta rất là dễ hơn. Rồi chúng ta tiếp tục. Thì cái đồ thị mà chúng ta vừa trình bày đó là lúc ban đầu khi mà kỹ thuật các thiết bị chưa hiện đại, và sau này ngày càng phát triển hơn thì nhờ các thiết bị ghi đó hiện đại, điện thể hoạt động một phá được biểu diễn chính xác hơn. Các bạn thấy đây, khi này này chúng ta ấm đây, âm này chúng ta đi lên, xong chúng ta đi xuống, đúng chưa? Thì bên này này chúng ta thấy cũng gần như vậy, nó đi lên đây, cái đỉnh nó đi lên rồi nó đi xuống đây ha. Nhưng mà nó có thêm những cái râu ria phát sinh thêm nữa, thì từ đó người ta chia cái điện thể hoạt động ra làm bốn pha. Bắt đầu các bạn thấy này, đây là giá trị điện thể nghỉ ha, giống như thế này chúng ta nói đó, khoảng âm 70 âm 80 mV nặng. Các bạn đừng có thắc mắc gì về con số này, con số này là tùy nơi ha, người ta vẽ đối với những tế bào khác nhau, có tế bào thì âm 70 mV, có tế bào là âm 80 mV ha, giá trị điện thể nghỉ của nó sẽ thay đổi đối với mỗi loại tế bào. Đó, thì ở đây là giá trị của điện thể nghỉ. Bây giờ nếu chúng ta kích thích thì chúng ta sẽ bắt đầu thu được là điện thể đi lên giống như bên này. Đó, điện thể bắt đầu tăng tăng dần lên về không. Thì ở đây chúng ta cũng thu được điện thể bắt đầu tăng tăng dần về không ngang đây. Thì cái giai đoạn mà A phải này chúng ta gọi là giai đoạn thử cực. Thì vì sao giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn khử cực? Tức là lúc ban đầu các bạn nhớ rằng ở mặt trong tế bào sẽ ấm hơn so với mặt bên ngoài, đúng chưa? Nhưng bây giờ đến cái giai đoạn dưới tác dụng của tác nhân kích thích thì điện thể ở mặt
trong là dương hơn so với mặt ngoài, tức là cái cực dương âm nó đổi ngược hẳn lại, chúng ta gọi là giải được sự cực vậy, đúng chưa? Đến không rồi thì điện thế lại có thể vượt không một chút. Đây các bạn thấy bên sơ đồ này này thì nó ngang không thôi, được chưa? Nó ngang không là nó phải giảm xuống, nhưng mà bên bằng về phương pháp ghi đo kỹ thuật hiện đại hơn thì người ta thấy ngang không nó chưa giảm xuống, nó có tăng lên thêm một chút nữa ha. Thì cái giai đoạn mà tăng thêm một chút này nữa, A phẩy B B phẩy, người ta gọi là giai đoạn quá khứ cực. Như vậy chúng ta thêm cái từ quá vào ha, cái này là giai đoạn khứ cực, cho bây giờ là quá khứ cực, được chưa? Rồi sau đó giai đoạn B phẩy C, B phẩy C là giai đoạn này thì chúng ta thấy à, giá trị điện thể hoạt động bắt đầu giảm dần xuống và giảm đến cái vị trí giá trị điện thể nghỉ như lúc ban đầu, tức là tại vị trí C. Thì có nghĩa là gì? À, nó quay lại điện thể nghỉ lúc bắt đầu, tức là nó sẽ thiết lập lại ở bên trong tế bào sẽ ấm hơn so với ở bên ngoài, đúng chưa? Như vậy là nó sẽ làm lại giống như lúc ban đầu, thì người ta gọi là phấn cực lại, tức là phấn cực lại giống như lúc ban đầu ha. Vì vậy giai đoạn B phải C này người ta gọi là giai đoạn phấn cực lại. Và tuy nhiên ở điểm C này thì ngang giá trị điện thể nghỉ này thì nó lại ấm hơn một chút nữa, nó lại có trong một khoảng thời gian nhỏ nó lại ấm hơn so với điện thể nghỉ. Thì cái giai đoạn mà từ C qua D này chúng ta gọi là giai đoạn phân cực, quá phân cực. À, các bạn thêm chữ quá vào. Như vậy chỗ nào mà quá một chút thì chúng ta thêm chữ quá vào ha. Giống bên này là khử cực thì thêm một chút gọi là quá khử cực. Ở đây là giai đoạn phân cực lại, thì quá một chút chúng ta gọi là quá phân cực, được chưa? Và sau đó từ D trở đi thì nó quay về là giá trị của điện thể nghỉ. Như vậy là điện thể hoạt động sẽ bao gồm những giai đoạn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích à, vì sao như vậy, vì sao đài xuất hiện điện thể nghỉ, cơ chế hình thành lên điện thể nghỉ và cơ chế hình thành lên điện thể hoạt động như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài là bản chất và cơ chế của các loài điện sinh vật. Thì khi mà nghĩ đến vì sao ở bên trong sinh vật sống, trong cơ thể sinh vật sống lại tồn tại dòng điện, thì người ta nghĩ ngay đến vai trò của các loại ion ở trong cơ thể sinh vật đó. Vì chúng ta biết rằng cơ thể sinh vật có thể xem như là một hệ thống chứa dung dịch điện ly, đúng nhá. Dung dịch điện ly thì bao gồm một số các phân tử ion dương và ion âm. Vì vậy là người ta sẽ nghĩ đến vai trò của các loại ion này. Và rất nhiều lý thuyết để giải thích cho cái điện hệ sinh vật này. Nhưng mà cái lý thuyết được nhiều nhà khoa học chấp nhận nhất đó có tên gọi là lý thuyết ion mang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của lý thuyết ion mang này. Thì nội dung của lý thuyết ion mang được đưa ra đầu tiên bởi Bestan. Và Bestan cho rằng là trong cơ thể sinh vật có rất nhiều loại ion, nhưng mà có ba loại chính đóng góp vào vai trò hoạt động điện của tế bào, đó là ion natri, ion kali và ion clo. Như vậy chúng ta nhớ là có ba loại ion chính như vậy.
Và tuy nhiên, nồng độ của ba loại ion này sẽ khác nhau đối với ở bên trong và bên ngoài màng. Cụ thể là gì? Nồng độ kali ở bên trong màng tế bào sẽ lớn hơn so với bên ngoài màng gấp vài chục lần. Và ngược lại, nồng độ natri và clo ở bên ngoài màng lại lớn hơn ở bên trong cũng vài chục lần. Đó. Thế như vậy, chúng ta thấy là có sự chênh lệch nồng độ của ba loại ion này ở bên trong và bên ngoài màng. Và ngoài ra, màng tế bào có tính thẩm lọc lửa. Tức là gì? Cụ thể ở trạng thái nghỉ thì màng tế bào chỉ cho ion kali đi qua màng, còn ion natri và ion clo thì không qua được. Và khi tế bào ở trạng thái kích thích, tức là nó chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái hoạt hóa, thì tính thẩm của màng sẽ thay đổi đặc biệt đối với ion natri. Cụ thể là lúc này tính thẩm của ion natri tăng lên khoảng 500 lần. Thì đó chính là các nội dung của lý thuyết ion màng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái nội dung này để giải thích cơ chế hình thành nên điện thể tĩnh và điện thể hoạt động. Đầu tiên chúng ta sẽ giải thích vì sao có điện thể tĩnh. Thì nhìn vào những cái nội dung này, theo các bạn chúng ta sẽ chọn nội dung nào thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay là thứ tư để giải thích cơ chế hình thành nên điện thể tĩnh. Chúng ta sẽ sử dụng nội dung nào? 1, 2, hay 3, hay 4? Khi chúng ta sẽ sử dụng cả 3 nội dung, đó là 1, 2, 3. Ha? Thì nội dung thứ nhất là nó đúng chứ, là chúng ta sẽ giải thích dựa vào ba loại ion này, natri, kali và clo. Nội dung thứ hai, chúng ta cũng sẽ dựa vào sự chênh lệch nồng độ của ba loại ion này. Và nội dung thứ ba là chúng ta cũng sẽ dựa vào lúc tế bào ở trạng thái nghỉ thì chỉ có ion kali thẩm qua được mà. Như vậy, ion kali sẽ thẩm qua màng tế bào mà nồng độ của kali ở bên trong so với như thế nào ở bên ngoài màng tế bào? Nồng độ kali ở bên trong màng tế bào sẽ lớn hơn, đúng chưa? Vì vậy, theo chiều gì? Theo chiều gradient nồng độ thì kali sẽ thẩm từ trong ra ngoài, sẽ khuếch tán từ bên trong màng ra bên ngoài màng. Mà kali mang điện tích gì? Dương, đúng chưa? Như vậy là nó sẽ mang một loạt điện tích dương từ bên trong ra bên ngoài màng. Chính vì vậy nó sẽ làm ở bên màng ấm hơn so với ở bên trong. À, bên ngoài màng sẽ dương hơn so với ở bên trong. Đó, ha. Như vậy chúng ta thấy đơn giản như vậy chúng ta rất là dễ hiểu vì là bây giờ kali chỉ thẩm thôi mà kali lại mang điện tích dương thì nó lại đi từ trong ra ngoài, nó sẽ mang một lượng 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 điện tích dương từ trong ra ngoài, vì vậy ở bên ngoài sẽ dương hơn so với ở bên trong nha. Tuy nhiên, đó là quan niệm của Bestan. Sau đó một thời gian thì Boyle và Conway đã phát triển thêm. Bestan là cho là rằng chỉ có ion kali là thẩm qua màng tế bào, nhưng Boyle và Conway lại chứng minh có thêm ion clo nữa. Như vậy đến thời điểm này thì sẽ có ion kali và ion clo phát tán qua lại ở hai phía màng tế bào, còn natri thì không. Và sau khi mà do tính thẩm của màng đối với ion kali và clo khác nhau, và cuối cùng là sẽ có sự khuếch tán của kali và clo qua lại hai phía màng tế bào, và kết quả của sự khuếch tán này thì cũng nhận định rằng là ở phía trong màng tích điện ấm hơn, còn phía bên ngoài màng tích điện dương hơn. Tiếp tục, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển hơn nữa thì đến Goldman đã giả thiết rằng
Màng tế bào có tính đồng nhất về cấu trúc và điện trường tác dụng lên màng tại mọi vị trí là không đổi. Dung dịch điện ly của các sinh vật được coi là dung dịch lý tưởng và màng có tính bản thân nhưng mà không phải tuyệt đối, có nghĩa là đối với mỗi loài thì có thể cho qua hoặc không cho qua, và để đặc trưng cho tính thẩm đó thì người ta gọi tên gọi là hệ số thẩm tê. Và một cái rất quan trọng của Goldman cho rằng ion natri cũng tham gia vào việc hình thành nên điện thể tĩnh này. Như vậy đến thời điểm Goldman này thì cả ba loại ion đều tham gia vào quá trình hình thành nên điện thể tĩnh. Điều đó có nghĩa là gì? Là cả ion kali, cả ion clo và cả ion natri đều khuếch tán qua màng, đúng chưa? Và với hệ số thẩm của từng loại là khác nhau. Và kết quả của quá trình vận chuyển các ion này qua hai phía màng tế bào thì kết quả sẽ dẫn đến là ở bên trong màng tích điện âm hơn so với phía bên ngoài màng, và từ đó người ta đưa ra công thức tĩnh điện thể tĩnh của màng theo cái biểu thức này. US là điện thể tĩnh sẽ bằng RT chia F nhân với log Nm của cái tỷ số này. Trong đó R là gì? R có tên gọi là hằng số khí lý tưởng. R sẽ bằng 8,31 joule trên mol tinh bình. T là gì? Hôm trước chúng ta học rồi, T là nhiệt độ tuyệt đối, đúng chưa? F đây là hằng số phát ra đây. Có giá trị là 96.500. Sau đó chúng ta nhân với log Nm của cái tỷ số này. Tỷ số này có tử số là gì? P kali nhân với kali O. Thì cô sẽ giải thích từng cái ha. P kali này là hệ số thẩm của ion kali. Cái ngoặc vuông này chính là nồng độ của ion kali. O này là outside, là ở bên ngoài màng tế bào. Cộng với hệ số thẩm của natri nhân với nồng độ của ion natri ở bên ngoài màng tế bào, cộng với hệ số thẩm của ion clo nhân với nồng độ của ion clo ở bên trong màng tế bào. Và dưới mẫu hoàn toàn như vậy nhưng mà ngược lại ha, ở bên trên là gì? Ngoài, ngoài, trong, thì ở dưới sẽ đổi ngược lại là trong, trong, ngoài. Thế như vậy các bạn phải nhớ kỹ công thức này, không được nhầm lẫn ha. Cái nào trong, cái nào ngoài, ở tử số là như thế nào, ở mẫu số là như thế nào, để chúng ta bữa sau chúng ta sẽ áp dụng cái phương trình này để tính giá trị của điện thể tĩnh. Như vậy kết quả cuối cùng là gì? Goldman đã chứng minh rằng màng tế bào sẽ cho thẩm đối với cả ba loại ion natri, kali và clo. Tuy nhiên, màng tế bào sẽ thẩm đối với ion natri ít hơn so với ion kali clo. Nhưng mà ít hơn có nghĩa là chúng ta cũng không thể bỏ qua được ion natri. Chính vì vậy mà các bạn thấy này, ở trong cái công thức này chúng ta có cả ba loại ion kali, natri, clo, đúng chưa? Có cả ba loại. Đó, có nghĩa là ba loại này sẽ đóng góp vào sự hình thành nên giá trị của điện thể tĩnh. Đó là cơ chế của điện thể tĩnh. Bây giờ chúng ta nói đến cơ chế của điện thể hoạt động. Thì nhắc lại, điện thể hoạt động sẽ xuất hiện lúc nào? Điện thể hoạt động sẽ xuất hiện lúc mà tế bào bị kích thích, tức là nó chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái hoạt hoạt ha. Và chúng ta đưa ra lại cái đồ thị điện thể hoạt động mà cái này chúng ta nói, chúng ta nhớ là có bốn giai đoạn ha. Giai đoạn có chỉ là giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn khử cực, giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn quá khử cực, đây gọi là giai đoạn phân cực lại, và đây là giai đoạn quá phân cực nha. Chúng ta nhớ đồ thị điện thể hoạt động sẽ chia làm bốn phần như thế này. Và
Các bạn sẽ xem cho cô một cái video giải thích về việc hình thành nên cái điện thể hoạt động này. Đây là sợi thần kinh lắm nha. Đây là định luật tất cả hoặc không. Bây giờ cô sẽ chịu lại ha và cô sẽ giải thích từng giai đoạn. Giai đoạn này là chúng ta biết đây là giai đoạn điện thể tĩnh rồi đúng không? Rồi các bạn thấy cái âm 70 này, milivolt này chính là điện thể tĩnh và từ 1 đến 2 là gì? Các bạn thấy này, cái cổng để có phẳng to lên một chút ha. Rồi các bạn thấy cái cổng đây là cổng gì đây? Cổng natri ha. Mở ra thì như lúc này chúng ta biết là lý thuyết mà đưa ra là gì? Khi tế bào bị kích thích thì tĩnh thẩm của mà đối với ion natri tăng vọt lên, đúng chưa? Các bạn thấy đây, lúc này là cổng natri mở. Thì như vậy chúng ta biết rằng là ion natri ở bên ngoài màng tế bào sẽ lớn hơn so với ở phía bên trong màng tế bào. Vì vậy ion natri sẽ khuếch tán từ ngoài vào trong. Mà ion natri mang điện tích dương. Như vậy chúng ta sẽ mang một lượng điện tích dương ngoài vào trong. Vì vậy màng tế bào là giá trị của điện thể mang bắt đầu tăng tăng dần lên ha, vì nó dương lên đúng chưa. Tiếp tục cái giai đoạn này là giai đoạn tăng vọt lên ha, cũng là 2, 3, 4 này là nó giống nhau, nhưng mà cái đoạn 2 này lúc đầu là nó tăng nhẹ thôi, còn cái đoạn 3, 4 thì các bạn thấy nó tăng vọt lên. Thì lúc này là cũng là cái lúc mà kính natri mở, lúc này thì hệ số thấm đối với ion natri tăng lên 500 lần, giống như cái này chúng ta nói. Như vậy chúng ta tưởng tượng là bình thường mà tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi thì chỉ có một ion natri đi qua màng, nhưng bây giờ mà tế bào bị kích thích một cái thì giả sử 500 ion natri sẽ đi vào màng. Thế như vậy nó sẽ đi ồ ạt vào màng, vì vậy nó sẽ mang theo một lượng lớn cực lượng điện tích dương vào màng, vào bên trong màng. Do đó bên trong màng bây giờ sẽ là dương hơn rất nhiều so với ở bên ngoài màng. Chính vì vậy mà điện thể sẽ tăng tăng dần lên ha, và chính vì nó đi vào ồ ạt như vậy thì chúng ta sẽ thấy à, nó sẽ đến cái giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn gì đấy, quá khử cực đúng không. Đấy là khử cực, có nghĩa là nó đổi dấu.
ở bên trong âm, bên ngoài dương. Thế bây giờ đổi lại là ở trong dương, do ion natri đi vào ở bên ngoài âm, và do ion natri đi vào nhiều quá thì nó lại vượt quá không luôn, nó vượt quá giá trị không một đoạn. Đó, thì giai đoạn này đây chúng ta gọi là giai đoạn khử cực và giai đoạn quá khử cực, được chưa? Tiếp tục. Rồi các bạn thấy khi mà điện thể hoạt động đạt giá trị dương cực đại này thì tính thẩm đối với ion natri bị ức chế, thì kính natri các bạn thấy là nó bị đóng lại rồi, đúng không? Như vậy bây giờ nó sẽ không thẩm đối với ion natri nữa, có nghĩa là điện thể bây giờ không thể tăng thêm được nữa. Và lúc này mang tế bào bao lại thẩm đối với ion kali, cổng kali mở ra, các bạn thấy cổng kali ở đây mở ra, và chúng ta biết rằng ion kali ở bên trong sẽ lớn hơn so với ở bên ngoài này. Đây, nên ion natri kali sẽ đi ra khỏi màng, đúng chưa? Như vậy ion kali bây giờ lại đi từ bên trong sang bên ngoài, điều đó có nghĩa là gì? Nó sẽ mang một lượng điện tích dương ở bên trong màng ra lại bên ngoài màng. Thế như vậy bên trong màng bây giờ sẽ ấm ấm lại dần, bên ngoài màng sẽ dương dương tăng dần lên. Như vậy điện thể lúc này sẽ bắt đầu giảm giảm lại giống như lúc ban đầu, và nó sẽ đến giá trị của điện thể nghỉ, đúng không? Nó giảm dần đến giá trị của điện thể nghỉ. Và chúng ta thấy đây, cái giai đoạn này là đồng thời ngoài ra là còn có thêm hoạt động của bơm natri kali. Hôm trước chúng ta học bơm natri kali rồi, đúng không? Đưa ba ion natri ở bên trong ra ngoài, đưa hai kali vào. Đó. Thì chính vì vậy ở đây chúng ta thấy nó lại làm cho cái giá trị của điện thể bây giờ nó ấm hơn một chút so với giá trị của điện thể tĩnh lúc ban đầu. Như vậy giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn quá phân cực, đúng chưa? Và sau thời gian đó thì trong một thời gian rất ngắn, các bạn nên nhớ là thì sự xuất hiện của điện thể hoạt động này là khoảng vài phần nghìn mili giây, vài vài phần nghìn giây, đó, nó rất là ngắn, thì nó sẽ quay lại giả sử của điện thể nghỉ. Thế như vậy các bạn nhớ lại rằng lúc đầu là tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi, thì điện thể lúc này chúng ta gọi là điện thể nghỉ, được chưa? Và khi tế bào kích thích thì tính thẩm của ion natri đối với màng tế bào tăng lên, như vậy màng tế bào sẽ đưa một lượng điện tích dương natri vào bên trong màng tế bào, vì vậy ở bên trong màng tế bào sẽ dần dần dương lên. Và vì natri đi vào ồ ạt quá nên là điện thể này sẽ vượt quá không luôn. Và đến một lúc nào đó thì mang tế bào ức chế đối với cổng natri, sau đó mở cho kali, kali lại là từ trong ra ngoài, và nó sẽ đưa một cái điện tích dương ra ngoài màng. Thế như vậy ở bên trong màng sẽ ấm lại và bên ngoài màng sẽ dương lên, và nó sẽ thiết lập lại cái điện thể tĩnh lúc ban đầu. Và lúc này ion kali cũng đưa ra nhiều hơn một chút kết hợp với bơm natri kali này, thì chính vì vậy nó ấm hơn so với điện thể nghỉ lúc ban đầu một chút, và sau đó nó trở về giá trị điện thể tĩnh ổn định lại như lúc ban đầu. Thế như vậy giờ bác thấy điện thể hoạt động ở đây chính là sự dao động hay là sự biến đổi nhanh chóng của điện thể mà chỉ tác dụng vào một tác nhân kích thích nào đó, đúng chưa? Chúng ta thấy nếu như mà không có thì điện thể hoạt động xuất hiện ở đây, tức là không có tác nhân kích thích, thì giá trị điện thể tĩnh của chúng ta sẽ là một đường thẳng như thế này, được chưa? Nhưng mà vì do tác nhân kích thích thì điện thể tĩnh này bị thay đổi lên xuống, nhưng mà thay đổi nhanh chóng giống như cái cô nói khoảng vài phần nghìn giây, nó rất là nhanh chóng, nó lên một cái nó xuống liền. Thì chính vì vậy người ta nói là
Điện thể hoạt động chính là sự biến đổi nhanh chóng của điện thể mà dưới tác dụng của một tác nhân kích thích nào đó. Khi đó chính là cơ chế hình thành nên điện thể hoạt động. Rồi, các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là chúng ta nhớ có ba loại điện thể sinh vật cơ bản tồn tại trong cơ thể sống, đó là điện thể tĩnh, điện thể tổn thương và điện thể hoạt động. Và dựa vào lý thuyết ion mang thì người ta có thể giải thích được cả cơ chế đó ha. Và nội dung của lý thuyết ion mang chúng ta dùng để giải thích điện thể tĩnh như thế nào, và kết quả kết luận là cả ba ion natri, kali và clo đều tham gia vào quá trình hình thành nên điện thể tĩnh, đúng chưa? Còn sang điện thể hoạt động thì chúng ta nhớ là chúng ta chia làm bốn giai đoạn và chúng ta giải thích theo cái video như thế này ha, dựa vào tĩnh thẩm của natri trước, sau đó đến tĩnh thẩm của kali. Đó, nên như vậy chúng ta có thể giải thích được các giai đoạn hình thành nên điện thể hoạt động. Rồi, bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc. Lớp nào chưa điểm danh thì tiếp tục điểm danh. Buổi sau thì chúng ta sẽ học tiếp chương này. Rồi, cô chào cả lớp, chúc cả lớp buổi tối vui vẻ.